Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 10 âm lịch của người tuổi Tỵ. Xem tử vi phương Đông, bước vào tháng Tân Hợi, tháng lục dung thái tuế, công việc của người tuổi Tỵ không được như ý, gặp nhiều trở lực, hành sự phải hết sức thận trọng, nói ít, làm nhiều, chú trọng chất lượng hơn số lượng. May mắn có Nguyệt Mã Cát Tinh che chở, thôi thúc năng lực hành động của bạn, bản mệnh vẫn có thể gặt hái thành quả nhất định cho công việc. Tài vận trung bình, chính tài chứng lại, thứ tài không tốt, không thích hợp cho đầu tư. Có đại hào xuất hiện, giữ túi tiền thật chặt, quản lý tài chính khoa học, kẻo rơi vào cảnh vay mượn. Về tình cảm, vận đào hoa trong tháng khá vượng, nam nữ độc thân chủ động nắm bắt cơ hội. Với những ai đã kết hôn, đề phòng đào hoa dữ thu hút người thứ ba, gây rạn nứt về tình cảm vợ chồng. Trong tháng, các cặp đôi nên tranh thủ đi du lịch, nghỉ dưỡng cho tinh thần thật thoải mái. Tử vi sự nghiệp. So với tử vi tháng trước, vận trình sự nghiệp tháng 10 năm 2017 âm lịch của người tuổi Tỵ không khá hơn là bao. Bản mệnh phải chịu ảnh hưởng trực tiếp của cục diện tương xung thái tuế, công việc trì trệ, nhiều áp lực, không được như ý muốn. Một vài dự định công việc mới không được triển khai, trong khi đó tồn tại hàng loạt những vấn đề từ trước đó. Đây là tháng cận cuối năm rồi, mọi thứ cần phải gấp rút hoàn thiện nên áp lực lớn, nhỏ đều dồn lên đôi vai của bạn. Hãy thận trọng khi xử lý mọi việc, ngay cả những vấn đề đơn giản. Bởi lúc nào cũng có tiểu nhân kề bên, chỉ trực chờ bạn phạm lỗi nhỏ thôi là lập tức công kích, làm giảm uy tín của bạn. Tân Kim Tử ở Tỵ, thời điểm này nên tĩnh, tránh động thì hơn. Tĩnh để bản thân có thời gian nâng cao năng lực của bản thân, hành động từ từ, chậm nhưng mà chắc, còn hơn nhanh ẩu đoảng. Khi nào cảm thấy bí bách, thiếu ý tưởng sáng tạo, bản mệnh có thể cầu Nguyệt Mã Cát Thần trợ giúp. Cát tinh này thôi thúc năng lực hành động của bạn, giúp tinh thần hăng hái, đề cao tinh thần trách nhiệm, giúp bạn suy nghĩ thông thoáng, sớm tìm ra giải pháp khắc phục các rắc rối gặp phải để đạt thành quả nhất định. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với công việc hiện tại, mức thu nhập cũng chưa thể tăng lên ngay được, cần phải có thời gian phấn đấu và khẳng định năng lực của bản thân. Nếu đang giữ chức vụ quản lý hay lãnh đạo, tuổi Tỵ nên cân nhắc thật kỹ đội ngũ cấp dưới để trợ giúp cho mình. Thà tìm người có phẩm chất đạo đức tốt còn hơn là kẻ giỏi giang nhưng lại tự kiêu tự phụ, có ngày sẽ bị chúng phản lại. Trong hợp tác làm ăn, tuổi Tỵ nên hết sức thận trọng với người tuổi Hợi. Sự dè dặt, khéo léo, sở lời chỉ là hình thức bên ngoài của họ. Bên trong tàng ẩn, tích ích kỷ, nhỏ nhen, sự bất trung, làm bạn, xã giao thì tốt hơn. Tử vi tài lộc. Cùng với công việc trì trệ, tài lộc cũng có phần đi xuống. Vận may tài chính chỉ ở mức trung bình. Nguồn thu nhập chính của bạn vẫn chủ yếu là chính tài, hầu như không có khoản thương vụ, nếu có cũng rất ít ỏi và không đáng kể. Bên cạnh đó, nguyệt lệnh lâm tử, vận khí giảm sút về cuối tháng. Việc quan trọng nên tranh thủ thời gian để tiến hành càng sớm càng tốt sẽ hạn chế được tình trạng hao tài. Nhưng tiến hành sớm không có nghĩa là nóng vội, mọi việc cần phải có kế hoạch cụ thể rõ ràng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Đại hào hung tinh xuất hiện, báo hiệu tình hình chi tiêu trong tháng này càng ngày càng tăng, nhất là những chi phí phát sinh bất ngờ, khó lường trước được. Nếu không có kế hoạch quản lý tài chính thật chặt chẽ, tuổi Tỵ rất dễ tiêu pha tùy hứng, tiền có trong túi mà ngay lập tức đội nón ra đi, không tích lũy được, đến lúc cần dùng lại phải chạy đôn chạy đáo đi vay mượn. Trong tháng, thứ tài không vượng, thậm chí còn dần dần giảm sút. Không thích hợp để đầu tư mạo hiểm, khả năng cao sẽ có ai đó dụ dỗ, mời mọc bạn tham gia đầu tư hoặc là hùn vốn kinh doanh. Nên tỉnh táo và cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, tránh bị lừa gạt. Nếu bản thân không chắc chắn, có thể thăm dò ý kiến của gia đình, bạn bè, đừng giấu giếm một thân một mình. Theo phi tinh tháng 10, bát bạch tái tinh đương vận ở đồng cung, ở hướng đông, hàm ý đây là phương vị may mắn về tài lộc, công danh. Bát bạch đồng cung thì sự may mắn và thịnh vượng được nhân lên gấp bội. Hãy tận dụng điều này, ứng dụng phong thủy nhà ở và văn phòng để kích hoạt tài khí thêm vượng. Cách đơn giản nhất mà tuổi Tỵ có thể làm đó là sử dụng cây tài lộc để bài trí ở hướng chính đông, phong cách hoặc bàn làm việc. Các loại cây tài lộc phù hợp như là cỏ đồng tiền, cây phát lộc, vạn niên thanh. Tử vi sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi Tỵ trong tháng Tân Hợi giảm sút trông thấy, sức đề kháng của cơ thể giảm. Trong khi đó, tiết trời đông hàn lạnh, nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến hệ hô hấp, các chứng bệnh do phong hàn gây ra như trúng gió, ho hắng, cảm mạo, viêm khí quản, hen suyễn rất cao. Cần phải chú ý giữ ấm cơ thể, hạn chế ra ngoài vào buổi sáng sớm và tối khuya, tránh hàn khí xâm nhập. Mùa đông chính là thời điểm phù hợp để tuổi Tỵ tiến hành bồi bổ, kiện cường thân thể, nên ăn nhiều các loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng phong phú, giàu nhiệt lượng để cung cấp đủ các loại hoạt động cho cơ thể giữ ấm.
Theo đông y, vào mùa lạnh nên tàng tinh, dưỡng âm, tiềm dương. Ăn uống chú ý tăng cường dương, bổ sung âm để cân bằng âm dương. Nên thường xuyên bổ sung những thực phẩm có tính ôn nhiệt, trợ giúp dương khí của cơ thể như thịt gà, thịt dê, thịt cừu, chim câu, cá thu, gừng, nghệ, ớt, các loại thực phẩm dưỡng ẩm như là giá đậu, rong biển, dưa hấu, yến mạch, đậu đen, mè đen. Cửu cung phi tinh tháng 10 có nhị hắc chủ về bệnh tinh hay sẽ bay vào hướng Tây Bắc và đồng cung với chính nó. Nhị hắc đồng cung là khởi đầu cho bệnh tật, đe dọa đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Các bạn mệnh và người thân dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, xương và bệnh ngoài da. Phụ nữ tuổi Tỵ đang mang thai cũng cần phải cẩn thận để tránh xảy ra tình huống ngoài ý muốn như động thai, sảy thai. Nếu phòng ngủ của bạn tại Tây Bắc tháng này, lái xe cũng nên thận trọng vì có thể sẽ gặp tai nạn bất ngờ. Tử vi tình cảm. Dù tình hình công việc và tài chính không lý tưởng, nhưng bù lại, tử vi tình cảm tháng 10 âm lịch của người tuổi Tỵ lại có xu hướng khởi sắc, khích lệ tinh thần phần nào. Vận đào hoa khá vượng, nam nữ độc thân cần phải chủ động nắm bắt cơ hội để tìm kiếm nửa kia phù hợp. Cái tuổi nó đuổi xuân đi, nếu cứ để mãi do dự vì lo lắng những điều viển vông thì bạn sẽ có thể chẳng bao giờ được hạnh phúc đích thực. Tuy đào hoa quá vượng nhưng lại không tốt cho những ai đã có đôi có cặp hoặc đã kết hôn, bởi nó rất dễ dù thu hút kẻ thứ ba xe ngang, phá hoại tình cảm. Ai đang trong diện này thì nên thận trọng trong các mối quan hệ, giữ khoảng cách với người khác giới, tránh phút yếu lòng, không kiềm chế bản thân mà phạm phải lỗi lớn, phá vỡ hạnh phúc gia đình. Với những cặp đôi đang còn giận hờn, hoài nghi hay phát sinh mâu thuẫn, đây là thời điểm thích hợp để đôi bên hòa giải, nên sắp xếp một buổi hẹn hò lãng mạn hoặc là một chuyến đi chơi xa. Khi dành toàn bộ thời gian cho nhau, cả hai càng thêm thấu hiểu, tình yêu càng gắn kết. Để kích hoạt đào hoa cát thêm vượng, tuổi Tỵ có thể vận dụng phong thủy vi tinh vào đời sống thường nhật, quan sát thấy nhất bạch đào hoa tinh đồng cung ở trung cung, báo hiệu vận đào hoa tăng lên gấp đôi, hỉ khí càng thêm dồi dào tại vương vị này. Ở khu vực chính giữa ngôi nhà, cần giữ thật gọn gàng, sạch sẽ, đồng thời có thể đặt một lọ hoa tươi ở đó. Lưu ý, nếu hoa có dấu hiệu héo tàn, cần phải thay ngay lập tức, đừng để gây phản tác dụng, thu hút đào hoa dữ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Đừng quên khám phá tử vi tháng 10 âm lịch 2017 của 12 con giáp, được cập nhật liên tục trên Lịch Ngày Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.